bản thân giá trị gì trong hải quan. Nhận được một cái giá trị mà rất là lớn, có nghĩa là biết được cái mục đích của đời mình. Trong 6 ngày học vừa qua thì mình trải nghiệm được những cái sự đột phá, cái sức mạnh của bên trong. Nó làm mình mạnh mẽ, nó làm mình cảm thấy rằng là rõ ràng hơn. Và rất là cảm ơn thầy, những buổi học thật là giá trị. Hay là những điều mình hiểu hơn về bản thân mình, hiểu hơn về những người xung quanh mình. Mình cảm thấy mình có những cái mình biết là những cái kiến thức, cái nguồn kiến thức rất là lớn, và quản trị cảm xúc đó là một trong những điều mình cảm thấy giá trị nhất của bản thân mình. Đó là mình cảm thấy là mình biết quản trị cảm xúc mình, cái thay đổi cuộc đời. Mình rất là tự tin với điều này sau 6 ngày học. Yeah, ok, chúc mừng bạn. Yeah. Rồi, xin giới thiệu, tôi tên An, Nguyễn Trọng An. Tôi hiện là giám đốc điều hành của công ty Thuận Phát Hưng tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng rất là may mắn có một cái cơ hội để tham dự cái khóa học NLP 6 ngày, và hôm nay là ngày thứ 6. Qua những ngày trải nghiệm vừa qua thì tôi đã học được rất là nhiều kỹ thuật để mà có thể hóa giải những cái vấn đề mà trước đây tôi cũng như đội ngũ của tôi đang gặp phải mà chưa có tìm được giải pháp. Ngoài ra thì tôi cũng có được cái sự trải nghiệm bằng cảm xúc thật của mình. Đó, qua các cái coaching trực tiếp của các bạn học viên cũng như thầy Hương, thì tôi cũng đã cảm nhận cái tác dụng của NLP đối với bản thân mình, với những cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Và qua đây thì tôi thấy rằng là những người khác cũng có thể được trải nghiệm và được giải quyết những cái vấn đề hiện nay, đặc biệt là những cái vấn đề trước đây tôi có một cái niềm tin khác, nhưng mà sau khi trải nghiệm xong thì tôi đã tìm ra, và tôi tin rằng là tôi sẽ có được các cái kỹ thuật, các cái công cụ để phát triển được đội ngũ của mình và phát triển cái hiệu suất của họ, cũng như giúp họ vượt qua những cái thách thức trong cuộc sống. Tôi xin biết ơn thầy Hương cũng như là cái khóa học NLP, và tôi cũng mong muốn là rất nhiều người ngoài kia nên có một cái cơ hội trải nghiệm để giải quyết các cái công việc và các cái vấn đề của bản thân mình cũng như gia đình mình, và giúp cho những người xung quanh của mình có được những cơ hội như vậy. Xin cảm ơn. Yeah, các bạn. Trong cảm xúc bên trong tôi không biết là nó rất là nhiều, và có thể nói nhất là tôi đã cảm thấy một sự đột phá trong mình. Cái đột phá lớn nhất đó là phá bỏ cái niềm tin giới hạn. Vì tôi đã phá bỏ niềm tin, cho nên chắc chắn là bây giờ tôi muốn lao ra ngoài kia, gỡ hết tất cả những cái niềm tin giới hạn và cái đám mây tiêu cực của tất cả mọi người mà tôi sẽ gặp phải kể từ ngày mai. Yes. Dạ, con chào mọi người ạ. Con tên là Lâm Linh Mừng, con 14 tuổi. Con cảm ơn, con rất là cảm ơn thầy, cảm ơn chủ, cảm ơn mẹ con vì đã cho con biết tới NLP rất là sớm. Và hôm nay là ngày cuối cùng và con cảm thấy rằng là con rất là sung sướng, bởi vì bây giờ con rất là hạnh phúc và con không có gì để tả được, con không có cảm xúc gì được để tả cái cảm xúc con cực kỳ sung sướng, bởi vì con đã giải quyết được mâu thuẫn của con với mẹ con, và con đã thấy được mục tiêu và mơ ước của con trong tương lai. Con có những động lực để làm được những mục tiêu đó, và con sẽ cố gắng để thực hiện những mục tiêu đó trong tương lai. Yeah. Yeah. Okay. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Tôi tên đầy đủ là Cùm Tuấn Khoa. Tôi hiện tại đang công tác trong ngành băng cấp Insurance. Thì một cái duyên rất là lớn để tôi đến được cái khóa học NLP ngày hôm nay. Mục tiêu đầu tiên của tôi đến khóa học là thứ nhất có được cái sự hạnh phúc thực sự trong cái cuộc sống gia đình. Thứ hai nữa là sự đột phá trong cái công việc và kinh doanh sắp tới. Thì thực sự đến với khóa học của NLP và sau 6 ngày trải nghiệm vừa qua thì nó thực sự giúp tôi có một cái trải nghiệm thực sự sâu sắc, và nó cho tôi được những cái công thức và những nền tảng để đáp ứng được hai cái việc mà tôi đã mong mỏi từ lúc mà đến với khóa học này khi ban đầu, là cái việc mình có thể có những công thức, có những cái module để mình có thể thực hành một cách bài bản, đầy đủ và rõ ràng, giúp tôi có thể có được cuộc sống sắp tới, nó là cuộc sống gia đình hạnh phúc, và thực sự là một cái đột phá cho cái công việc sắp tới của tôi. Và nó cũng giúp tôi vượt qua những cái niềm tin giới hạn mà trước giờ tôi nghĩ đó là cái việc mà mình không thể thực hiện được. Rất cảm ơn mọi người. Xin chào, tôi là Nghĩa. Tôi vô được may mắn, rất là may mắn để học được cái khóa NLP đó thầy Hương này. Thì mình đến đây chắc ngày đầu tiên mình cảm giác mình cũng không biết đâu. Khi mà học xong cái lớp này mình thấy là cái đám mây tiêu cực của mình nó quá lớn, nó quá dài. Thì sau khi mình học xong cái khóa này, mình giải tỏa được hết tất cả những cái đám mây đó ra, và mình cảm thấy cái sức mạnh của mình thật vô địch. Mình mong rằng mọi người sẽ đến tìm đến NLP, nếu người nào đến càng sớm thì cơ hội sẽ càng may mắn đến rất nhanh đối với người đó. Tôi cảm ơn. Như các bạn biết, hôm nay là ngày thứ 6. Những học viên của tôi sau 6 ngày họ có đầy đủ những cái công cụ quyền năng của NLP mà tôi đã trao bằng cả trái tim của tôi, một nhà huấn luyện cho họ. Và các bạn đang xem một số học viên đang trao đổi những giá trị mà họ nhận được sau khóa học này. Và tôi mời các bạn tiếp tục đến những học viên tiếp theo của tôi. Xin em là người chị ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thảo, hiện tại đang là công tác tại ngân hàng ViBank. Thì hôm nay sau 6 ngày học trải nghiệm với NLP á, mà cái giá trị lớn nhất mà em nhận được là khiến cho bản thân mình hoạch định mục tiêu rõ ràng hơn, và cái tiềm thức mà bên trong của mình nó trỗi dậy, và tất cả những cái cảm xúc trước đây như là giận hờn, bực tức, hoặc là những cái gì mà mình không hài lòng với xã hội, cũng giống như là những cái nơi mà mình làm việc, bây giờ em đã được giải tỏa ra hết. Thì cảm ơn thầy Hương và cảm ơn tất cả mọi người, anh chị ở đây. Thì cũng nhờ cái NLP mà em được biết thêm nhiều thứ hơn. Cũng nhân đây thì em muốn gửi đến những bạn trẻ mà hiện tại đang ở Việt Nam cũng ở nước ngoài, thì các bạn hãy tiếp cận NLP nhiều hơn, nhất là độ tuổi từ 20 đến 25 là lúc này thì các bạn đang chuẩn bị kỹ năng để mà tiến vào cái cuộc sống, chuẩn bị một công việc cho tương lai. Thì mong muốn của em là các bạn hãy trải nghiệm với NLP, các bạn sẽ thực sự là biết bản thân mình muốn gì, hoạch định cho sau tương lai. Xin chào tất cả mọi người. Qua 6 ngày học thì tôi cũng đã có một cái kiến thức, và cảm nhận của tôi lúc này rất là vui, và mình đã hiểu thêm được giá trị cuộc sống, và sau đó thì tôi cũng đã cảm thấy là cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp hơn. Và sau khóa học này tôi sẽ giúp cho tôi được một cái cuộc sống tốt hơn và được vui tươi hơn. Xin chào các bạn. Đặc biệt là ngày hôm qua em nói là anh rất hạnh phúc, thì hạnh phúc về những điều gì vậy? Dạ, em hạnh phúc về những cái điều mà con em á, đang buồn thì em làm cho con em được xóa bỏ những cái muộn phiền đó, và con em được vui hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Và hôm nay đã hòa nhập được ở trong cái lớp này luôn. Chúc mừng em rất là nhiều. Ok. Đó. Một vài cái chia sẻ của anh chị em trong học. Từ trái tim tôi luôn luôn khao khát với anh chị này, hãy trải nghiệm NLP như những học viên tôi đã nói đi. NLP đầy đủ những công cụ và NLP nguyên chủng của NLP Hoa Kỳ. Đến với những khóa học này thì các anh chị có đầy đủ những cái kịch bản, những biểu mẫu, những quy trình và những cái công cụ quyền năng để các anh chị sử dụng nó. Anh chị hoàn thiện nó tại lớp này, các anh chị được thực hành nó, trải nghiệm nó và tạo ra sự đột phá với bạn cùng lớp của mình ngay tại chỗ. Và anh chị sẽ có cái sự tự tin đầy mình để bước ra ngoài cuộc sống kia, làm chủ cuộc sống của mình, để thiết kế cuộc sống của mình, gia đình mình viên mãn như mong muốn. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer thuộc NLP Hoa Kỳ. Chào mừng các bạn đến với khóa học NLP.